đến với bản tin công nghệ của ThinkView. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về 3 mẫu ThinkPad X1 được Lenovo giới thiệu tại CES 2017. Và từ lâu, thương hiệu ThinkPad đã được lựa chọn hàng đầu cho người dùng. Tại sự kiện CES 2017, Lenovo đã làm mới dòng laptop cao cấp ThinkPad X1 của mình. Tuy không có nhiều sự thay đổi về thiết kế bên ngoài, vẫn mang trong mình độ bền đạt chuẩn quân đội Hoa Kỳ, nhưng bên trong lại là một sự lột xác hoàn toàn mới. Ba dòng sản phẩm ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 Yoga và ThinkPad X1 Tablet được nâng cấp toàn diện về cấu hình, trang bị vi xử lý Intel Kaby Lake thế hệ thứ 7. Và dung lượng RAM tối đa là 16GB, dung lượng ổ cứng SSD tối đa là 1T, kết nối Wi-Fi được trang bị là thế hệ WiGig 3 của Intel có tốc độ nhanh gấp 10 lần chuẩn Wi-Fi thông thường. Ngoài ra thì còn có các phiên bản với lựa chọn trang bị kết nối 4G LTE Acat 6, tốc độ lên tới 300 Mbps thông qua modem Qualcomm Snapdragon X7. Và để đảm bảo tính bảo mật cho thiết bị thì Lenovo đã trang bị cho dòng ThinkPad X1 bộ cảm biến vân tay công nghệ Mesh on Chip nhằm đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho dữ liệu vân tay của người dùng. ThinkPad X1 Carbon là một chiếc laptop 14 inch nhưng lại mang vóc dáng của laptop 13 inch và có hai lựa chọn màn hình, đó là Full HD hoặc là 2K. Cả hai thì đều sử dụng công nghệ tấm nền IPS LCD có độ sáng là 300 nit. Bên mép trên màn hình là camera hồng ngoại công nghệ Windows Hello cho phép nhận dạng khuôn mặt người dùng khi đăng nhập. Bàn phím trên thiết bị vẫn mang đậm chất ThinkPad đi kèm touchpad công nghệ Microsoft Precision và đặc biệt đó là nút ThinkPad Checkpoint huyền thoại màu đỏ ở vị trí trung tâm. Còn đối với X1 Carbon thì sở hữu cổng kết nối Thunderbolt 3 và hai cổng USB-C tốc độ 40 Gbps, bên cạnh ba cổng USB 3.0 truyền thống, cùng các cổng Ethernet, HDMI và một khe cấm thẻ microSD. Tất cả những trang bị khủng này được gói gọn trong hệ thống khung vỏ chắc chắn có trọng lượng chỉ khoảng 1,13 kg. Thời lượng pin của X1 Carbon như Lenovo công bố là khá ấn tượng, 15 giờ liên tục. Với mức giá là 33 triệu thì đây là một đối thủ xứng tầm với MacBook Pro 2016. X1 Yoga thì về cơ bản là khá giống với X1 Carbon cùng với các trang bị, các cổng kết nối, cùng lựa chọn CPU, dung lượng RAM và dung lượng lưu trữ, thêm công nghệ Windows Hello và thậm chí là cùng cả thời lượng pin thiết kế. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai thiết bị đó là X1 Yoga được trang bị bản lề xoay 360 độ và màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng của X1 Yoga thì có viền bezel dày hơn so với X1 Carbon và ngoài hai lựa chọn tấm nền công nghệ LCD IPS độ phân giải Full HD và 2K thì còn có thêm một lựa chọn OLED với độ phân giải là 2K. Chiếc bút ThinkPad Pen Pro cũng đã được thiết kế lại, hỗ trợ sạc và đầu bút mềm đàn hồi tốt, giúp người dùng cảm thấy tự nhiên hơn khi sử dụng. ThinkPad Pen Pro thì chỉ mất 15 giây để sạc đầy 80% dung lượng pin và mất tổng cộng là 8 phút để sạc đầy hoàn toàn. Nếu đã từng sử dụng một chiếc máy 2-trong-1, khi cầm thiết bị ở chế độ tablet thì bạn sẽ cảm nhận được chiếc bàn phím vẫn còn ở mặt sau. Điểm đặc biệt chính trên ThinkPad X1 Yoga đó là bàn phím sẽ tự động thu lại khi người dùng đang ở chế độ tablet, giúp cảm giác vô cùng thoải mái. Với mức giá khởi điểm là 34 triệu thì đây là một lựa chọn sáng giá cho những ai muốn một chiếc laptop 2-trong-1 nhưng phải đảm bảo được độ bền và tính thẩm mỹ cao. Sản phẩm cuối cùng của dòng ThinkPad X1 là mẫu tablet 12 inch màn hình công nghệ LCD IPS với tỷ lệ là 3:2, tương đương tỷ lệ của một tờ giấy chuẩn với độ phân giải rất cao, lên đến 2150x1440px. Dấu ấn của sản phẩm này chính là khả năng mở rộng dạng module. Lenovo cung cấp thêm 3 lựa chọn mở rộng cho mẫu tablet này, gồm một bàn phím rời theo kiểu Surface, có tích hợp thêm hệ thống nhận dạng vân tay, một viên pin mở rộng cho phép bạn bổ sung thêm 5 giờ hoạt động và thời lượng 10 giờ của viên pin chính, và Recenter Module, một máy chiếu mini giúp bạn chiếu mọi nội dung trên màn hình tablet lên bất kỳ bức tường nào để mở rộng diện tích hiển thị lên 60 inch. Thay vì việc sử dụng vi xử lý Intel Core i ở hai mẫu trên, thì X1 Tablet sử dụng vi xử lý Core M để đảm bảo thời lượng sử dụng pin và nhiệt độ. ThinkPad X1 Tablet vẫn được cài đặt bộ Windows 10 đầy đủ cho PC với hàng loạt cổng kết nối chuẩn, dù bề dày của thiết bị chỉ ở mức là 8,45mm, gồm một cổng USB-C, một cổng USB 3.0 chuẩn và một cổng mini DisplayPort và một khe cắm thẻ nhớ microSD. Với việc làm mới về cấu hình và tăng trải nghiệm người dùng của 3 sản phẩm trong dòng ThinkPad X1 thì Lenovo đang làm hài lòng người dùng của mình, đặc biệt đó là các doanh nhân có yêu cầu đặc biệt về laptop cá nhân. Nhưng về thiết kế thì mong rằng Lenovo sẽ có một bước đột phá cho dòng ThinkPad ở các thế hệ tiếp theo. Và vừa rồi là 3 mẫu ThinkPad X1 của Lenovo. Các bạn thích mẫu nào? Hãy comment xuống dưới cho bọn mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!